Chào các bạn nhé Con chim bồ câu này có những tác dụng rất là thú vị Mà ngay cả các bạn cũng không ngờ đến Loại chim bồ câu được dùng để làm thuốc chính là chim bồ câu ta Bồ câu được dùng trong y học cổ truyền với tên thuốc là Cáp điểu hay là da cáp Gồm thịt chim Được gọi là cáp điểu nhục Tiết chim gọi là cáp điểu huyết Và phân chim gọi là cáp điểu phẩn và trứng chim thì được gọi là cáp điều noãn về tính vị thì thịt chim bồ câu có vị mặn tính bình không độc có tác dụng là bổ ngũ tạng tăng cường khí huyết mạnh dương trừ cam tích kích thích tiêu hóa tiết chim có vị ngọt mặn mùi tanh tính ấm có tác dụng là giải độc điều kinh phân chim có vị đắng tính ôn có tác dụng là giảm đau tiêu tích trứng chim có vị ngọt chua mặn tính bình có tác dụng là ích khí giải độc. Thịt bồ câu rất thích hợp với thể trạng người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em. Thường dùng dưới dạng cháo nóng, người uống được rượu thì hàng ngày ăn thịt chim bồ câu tẩm rượu, nướng vàng cũng rất tốt. Ngoài ra người ta còn dùng thịt chim bồ câu làm thuốc bổ, tốt cho mọi lứa tuổi bằng cách là dùng thịt chim bồ câu tần với yến xào, đỗ xanh, nếp vàng và mộc nhĩ lại là thức ăn ngon rất là tốt bổ cho mọi lứa tuổi sau đây là một bài thuốc rất là hay từ chim bồ câu đây chính là bài thuốc bổ thận tráng dương dùng để chữa trứng liệt dương thiếu máu hoa mắt hay choáng váng cách làm như sau lấy chim bồ câu non một con và chim sẻ năm con làm thịt bỏ lòng ruột cắt nhỏ sấy khô giòn tán bột mịn Đỗ trọng 120g sao tồn tính Tán nhỏ cùng với muối rang 4g Trộn đều các bột Luyện với mật ong làm thành viên bằng hạt ngô Ngày uống 2 lần Mỗi lần 15 viên với nước ấm Đây chính là bài thuốc Bổ thận tráng dương Dùng để chữa chứng liệt dương thiêu máu hoa mắt Hay choang váng còn tiếp theo là cách chữa kinh nguyệt không đều, bế kinh lâu ngày không thông thì dùng tiết bổ câu, phối hợp với bột sơ mướp đốt tồn tính, dùng một quả làm thành bánh phơi khô, khi dùng thì tán nhỏ, ngày uống 2 lần, mỗi lần 8 gram với rượu vào lúc đói. Đây chính là cách dùng để chữa kinh nguyệt không đều, kinh bế lâu ngày không thông. Còn phân chim bồ câu cũng được sử dụng để chữa bệnh như sau. Đối với trường hợp mà đau bụng thuộc âm chứng, sắc mặt xanh sao nhợt nhạt. Cách làm như sau. Mỗi ngày dùng 20 gram phân chim bồ câu sao vàng tán nhỏ, cho vào ít rượu, khuấy đều, đợi lắng trong, thì bỏ cặn, gạn lấy nước để uống, chữa đau bụng thuộc âm chứng sắc mặt xanh sao nhợt nhạt. Còn dùng ngoài thì được dùng để chữa thịt lồi ra ở mụn nhọt đã vỡ mủ bằng cách là dùng phân chim bồ câu sao vàng tán bột rắc chữa thịt lồi ra ở mụn nhọt đã vỡ mủ. Và tiếp theo là cách chữa đái đường, để chữa đái đường thì lấy chim bồ câu một con làm sạch chặt nhỏ, nấu chín với mộc nhĩ trắng 15g hoặc là hoài sơn 30g và ngọc trúc 20g ăn cả cái lẫn nước làm một lần trong ngày và tiếp theo là một bài thuốc được sử dụng dưới dạng món ăn vị thuốc khá phổ biến để bổ tỳ tăng cường khí huyết nhất là cho người mới ốm dậy cách làm như sau dùng chim bồ câu non một con làm thịt bỏ ruột chặt nhỏ hoàng kỳ 30g câu kỷ tử 30g phơi khô thái nhỏ trộn đều thêm nước hấp cách thủy cho chín nhừ cho gia vị rồi ăn cả cái lẫn nước cứ 3 ngày ăn một lần dùng 3 cho đến 5 lần